Nhắc lại chút chỗ này mà lời Đức Phật Thầy Thế An ngài nói, đứa về Nhật, sau này một đứa về Tàu, một đứa về Nhật. Đó, thì thành ra cái lời tiên tri của ngài mà Đức Quỳnh Giáo Chủ hôm nay và ông Ba Thới cũng có câu là Tâu Nhật Bổn Nam Việt Bắc Cài, gây go chó sủa hằng ngày sủa dai, và trâu của chợt Nam Việt Bắc Cài, khỏi xu khỏi thế khỏi rài lao đao. Đó là câu giảng của thầy. Nhưng mà hôm nay đó, sở dĩ là cái lời tiên tri của Đức Phật Thầy thì Đức Thầy cũng công nhận là có như vậy thật quý vị. Mà bây giờ trâu Nhật chứ trâu chợt đó là nó về bển bên Nhật với bên Tàu, nhưng mà cái thời gian sau nè, chừng nào nó trả lời sau đó thì cái đợi lệnh Đức Phật Thầy nó mới về đó. Nhưng mà hôm nay á, Đức Phật Thầy vắng bóng rồi thì xác Đức Phật Thầy cũng là Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, chuyển kiếp lại đó, thì cần có lệnh Đức Quỳnh Giáo Chủ thì châu Nhật Bổn và châu Nhật và châu Chợt của Chợt đó, nó mới nghe lệnh của Phật Đức Quỳnh Giáo Chủ. Và trong cái chỗ này đó thì tôi cũng nghe tin thế giới bây giờ cái đập thứ 8 của Trung Quốc đó, đập lớn, nhưng mà số 1 là Tam Hiệp là lên tới đập thứ 8 là cũng gần Tam Hiệp, bây giờ nó bể rồi, dân chúng của Trung Quốc nó ồn, nó tràn qua cái biên giới của mình dữ lắm quý vị ơi. Nó quý vị nào bắt đài là coi đó, là cũng một cái cảnh khổ. Đức Thầy chưa có ra lệnh cho là cho sấm xét về, nhưng mà cái cảnh khổ của cái nước Tàu rồi, nó là dân chúng đó bị nước ngập rồi, nó ùn nó chạy qua cái biên giới Việt Nam của chúng ta. Bây giờ những cái bộ đội của chúng ta đó cũng canh gác là không có cho nó qua, nghiêm ngặt lắm quý vị ơi. Đây là cũng một cái chịu khổ của cái nước Tàu, nhưng mà nó cũng gần sát với ranh giới Việt Nam của mình. Bởi vậy Đức Thầy á biết cái cảnh khổ mà cái miền Nam, và nhất là cái miền Bắc, cạnh biển Đông là cái miền Bắc chịu khổ não lắm. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ nói á, là đất Bắc Kỳ sao quá ruộng sâu, Tàu mang đến đó mà dân câu đặt lờ đó. Rồi ngài cũng có nói chỗ khác á, là cho mình biết là cái này chỉ ý thức cho mình biết rằng mình tu nè. Ngài nói á, Bắc Kỳ Trung Quốc chấp ranh, sao không xem đó mà tu hành hiền lương. Đó, ngài bây giờ ngài chỉ cho mình đó, thấy cái nước của Trung Quốc á, Tập Cận Bình nó hung ác, nó đi chiếm rồi chiếm rồi kia, làm những chuyện bất nghĩa bất nhân không à, thành ra dân chúng nó bị khổ não đó, nó bị rồi bể hạt Tâm Hiệp, rồi lớp nào bị dịch bệnh ở bển cũng dữ lắm quý vị ơi. Nghe là bây giờ những Trung Quốc bây giờ nó dở trận rồi đó, nó đúng ra bây giờ nó dở trận rồi đó, tôi cũng nghe đài báo tin báo hoài à, nó dở trận cũng khủng khiếp lắm. Thì gần đây nó có xuất hiện một cái vụ là cháy rừng mà 6 ngày không tắt luôn chứ. Rồi cái khu vực á, khu vực trên của nó, khu vực là cao của nó là bị rừng nó cháy một cái là không có chữa được. Bây giờ nhà nước Trung Quốc bó tay luôn, không có chữa được. Nó là cháy 7 ngày 7 đêm mà chưa tạnh. Nhà nước Trung Quốc bây giờ không bó tay rồi, chịu rồi chứ không có chữa được. Thành ra cái cảnh mà dịch bệnh rồi. Đó, rồi lâm le chiến tranh ở ngoài biển Đông đó, rồi tới cái cháy rừng, rồi cái dân Trung Quốc mà nó di tản qua cái biên giới Việt Nam, mà Việt Nam mình bộ đội là chắn lại không cho qua, thành ra nó ủng ủng ở chỗ đó đó, rồi chúng sanh cũng đói chịu lắm quý vị ơi. Thành ra cái nạn này là cái nạn khổ, bởi vì Đức Quỳnh nói chú giáo chủ ngài mới nói nè, ngài nói khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Đó, cái cảnh này khổ vậy mà ngài nói chưa có mấy, sợ mai sao mới dòm thấy bay hồn. Rồi ngài nói thêm là trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Còn ngài nói thêm nữa, trần giới thế bây giờ nào biết, mình không biết mà ông kể cho mình biết mà mình lại không tin ha, mà con không tin, thành ra đó, nếu ai không tin á thì ông Phật ông Đức Thầy cũng không nói gì, tin thì cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy bảo, thì ngài không có buồn giận không nói gì hết. Nhưng mà mình không tin, mình tin đó thì mình lo tu niệm, mà mình không tin thì mình không lo tu niệm, thì sau này những cái chuyện nó xảy đến thì mình hứng chịu, mình không có còn là giấy trời giấy Phật giấy thánh giấy thần gì mà cứu được hết, thấy không? Ông nói ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy không ra
đó, ngài dẫn trước rồi mà không tin, rồi chừng là tới chừng là tới đó tai nạn tới rồi cái mình kiếm thầy không có ra. Rồi thầy nói thêm, Tây Phương tuy ở cõi xa mà thành tâm thì có Phật Bà Lão Lai, mà lúc trước mình không có thành tâm tu theo đạo của ngài, nghe lời dạy của thằng ngài, của thầy, của tổ, rồi bây giờ tới tai nạn nó tới rồi đó, dịch bệnh, chiến tranh, giặc giả, đói khát, rồi á mình á Nam Mô Di Đà Phật cứu con thầy ơi, thì lúc này thầy đâu cứu được, thấy không? Thành ra mình á, bởi vậy thầy mới khuyên á, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư, khuyên người tu sớm đi rồi mới có cái sự công phu dài dặn, niệm Phật cho nhiều, rồi cái có chuyện làm xã hội cho nhiều, làm phước cho nhiều, nó có mới trừ cấn với cái tội mình một mớ rồi, rồi còn phước rất là một mớ, chừng đó đó còn dư phước đức thầy mới cứu được. Chứ còn mình không có làm hiền làm lành, không làm phước đức, làm tội lỗi không, rồi tới chừng đó đó tội nhiều quá Phật đâu có cứu được. Bởi vậy đức thầy á mới nói tội nhiều phước ít khó tha cho trần, mình làm phước có năm à, mà tội mình tới 10, mà tội 10 thì trừ qua hết năm thì còn tội năm nữa, thì còn thiếu nợ nữa, thành ra Phật đâu cứu được, thấy không? Tội nhiều phước ít khó ra tha cho trần. Đó, hôm nay cái cảnh khổ mà đức thầy đã nói nhiều lần, nhắc nhở nhiều lần trong kinh, nói trong sám giảng là mình nghe, mình đã đọc nhiều lần rồi, nhưng mà mình chưa có giác ngộ, chưa thức tỉnh. Đó, thầy nói là nè, quý vị nghe thầy, thầy nói nè, thầy nói khổ đà đi đến như tên, chẳng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Đó, khổ là đi đến như tên, là cái mũi tên nó đi mau lắm, lẹ lắm quý vị ơi. Thì thấy vậy đó, chứ chừng nào nó tới, cái mũi tên nó tới mình đó, mình không hay, thì chừng đó mình mới biết mình tới ha. Bây giờ thì bình yên vậy, nhưng mà chừng nào tới cái chỗ khổ não nó tới thì mình mới biết, biết thì ăn năn chẳng kịp, thành ra mình phải lo trước. Tôi cũng thường lên mạng thương bà con lắm, xã hội lắm, đồng bào mình trong nước ngoài nước thương lắm, cũng là nhân loại chúng sanh không, thành ra tôi cũng nhắc nhiều lần đó, khuyên người rèn sớm thì dài lâu hư. Nó tới thầy nó nói vậy, dạy mình vậy đó, mình nghe lời đi đó, chứ để không thôi là mình rèn trễ rồi á, mới có tu 1-2 năm, 2-3 tháng có phước đức nhiêu mà làm sao mà cứu được cái tai nạn của mình nổi đó. Thành ra ông nói nhiều tai nạn lắm, chứ không phải có một tai nạn này đâu đó. Mà ông nói là, nói lên cái là đức thầy nói nè, đức thầy có nói là lớp đau chết kể thôi vô số, thấy không? Vô số, vô là không, số là cái số lượng, tức là không biết cái số lượng là bao nhiêu, nó nhiều quá rồi đếm không biết hết, chứ biết đường đếm đó, tức là vô số. Thêm tà ma yêu quái chặt đường, trốn hồng trần nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác đó. Rồi ngài mới nói thêm là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Và ngài còn nói thêm nữa, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Đó, sau này á, tức là sau này ngài dùng phép màu mới lập lại thượng quân. Rồi diệt thiên cơ khùng tỏ sạch trơn. Đó, diệt thiên cơ, diệt khổ não, diệt là dịch bệnh nè, sóng thần nè, bão lục nè, chiến tranh nè, đói khát nè, hùm tha xấu bắc nè. Ngài cũng nói cho mình biết hết trơn rồi. Đó, bây giờ nói hùm tha xấu bắc là xin kể cho bà, đọc cho bà con nghe là ít câu nói về ma quỷ và xấu đó mà ngài đã kể giảng xưa. Ngài có kể ngài đó, sắp đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật thay non biển đổ dời, thay người chết tợ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên, chúng yêu ma nó kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào ắt phải bỏ thay. Đó, kẻ lâm vào ắt phải bỏ thay. Đó, rồi cọp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ mà nuốt nhai người đời. Đó, nhưng bây giờ phải chia sẻ cho bà con có phớt chút thôi, chứ tôi cũng cũng mắc công còn bận chuyện không có chia sẻ được lâu, thành ra chỉ phớt phớt cái mấy câu này thôi. Sắp
tức là gần tới rồi đó, mà ổng mới kêu sắp, thấy không, gần tới ổng mới kêu sắp, là cái chuyện gần rồi, sắp đến lúc đất trời gầm chuyển là sao, gầm chuyển tức là mây đen kéo mù mịt, cái trời u ám, ha, rồi là ổng mới gầm chuyển, xẹt xẹt đùng đùng, gầm hư 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 đó, đó là gầm chuyển đó, mà cái thế gian này u tối, mây đen kéo tối tăm, rồi đó, đó là gầm chuyển đó, lúc cái sắp lúc đó là lúc đất trời gầm chuyển đó. Là cái lúc đó đó là cái lúc là quỷ ma nó xuống đó, cái lúc đó đó là cái lúc là cỡ beo hùm gấu ở trên trừng nó xuống nó tha dương trần đó, rồi lúc đó đó là cái lúc thời kỳ của xấu nó rầy dậy với sông đó, là nó dậy với sông đó, đặt lừ với sông hết trơn đó, tới cái thời kỳ nó mới ra, tới thời kỳ quỷ mới xuống. Mà quỷ này để chia sẻ với bà con chút, còn bà con cứ tin tin không tin thì thôi, chứ cái này cũng thương bà con lắm, để chia sẻ cho bà con cũng nghe, để bà con mà biết đây là chia sẻ cũng theo giáo lý của thầy của Phật thôi, chứ tôi không có dám nói ở ngoài đó. Mà thầy đã nói á, cái quỷ này là quỷ dương chứ không phải cái thứ quỷ dừa, nó là chúa của loài quỷ đó, đó là quỷ dương, là nó không cần đụng mình, nó lợi ta là nó biết mình tên gì họ gì bao nhiêu tuổi, nó kêu một cái là mình ngã ngang ra chết đó. Mà để nói tới đây là tôi nói hoài tới đây cái vụ quỷ này hoài thì bà con cũng không tin ha, tôi biết rằng là bà con không tin, nhưng mà hôm nay chia sẻ qua cái câu giảng của Đức Thầy là bà con tin liền đó. Mà thầy đã chia có chỉ dạy trong sớm giảng, ngài có nói là sao quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết ha, làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ đó. Mà tại sao tôi nói dám nói là nó là quỷ dương đó, thầy nói tôi nói theo đây nè, đọc một khúc này là bà con biết nó là quỷ gì, quỷ sứ, quỷ chùa, quỷ dương thì bà con biết liền à. Tôi nói đây cũng dựa giảng kinh của thầy tôi nói ra, chứ không có ngoài, không có dám nói ngoài, không có dám nói lời Phật tổ thầy hết. Tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình giả dỗ. Rồi ngài mới nói thêm nè, hồi thở trước Thích Ca Phật tổ ngồi tham thiền bị nó ghẻ hoài, mà cũng không rúng động đặng ngài, nên cố gắng phá đời mãi mãi. Đó là phải tóp này tóp quỷ dương không đó. Thầy kể là cái tóp này là cái tóp quỷ dương đó. Thành ra tôi cũng nói theo lời Đức Thầy chỉ dạy để mà nhắc phất phất cho bà con nghe. Cái sau này nó tới thời kỳ đó nó khổ là não lắm bà con ơi đó. Còn như vậy mà thôi, còn cái bệnh hoạn, rồi còn cái đau chết, rồi còn cái chiến tranh đó, cái chiến tranh bây giờ Ukraine với Nga bây giờ nó quánh nhau còn quyết liệt, thắng qua thua lợi lắng qua gì vậy đó. Mà thằng Ofi Annan nó có tiên tri, tôi có đọc cái có nghe cái mạng của thằng Ofi Annan, nó tiên tri rằng Nga với Ukraine hai nước này đánh nhau dây dẳng cho đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, chiến tranh này Ukraine với Nga mới kết thúc. Nhưng mà nó nói, nhưng mà mình để mình coi coi tới ngày đó có đúng không nghe bà con, chứ mình cũng chưa phải là nói vậy là thằng Ufiana nó nói vậy là mà đúng. Nhưng mà cái thế giới này á, nói về nhà tiên tri Ufiana á thì bà con ta cũng theo dõi lắm, bởi vì nó nói 10 lần thì nó được 8 lần rồi thôi, nó trúng 80%. Thành ra bây giờ các cộng đồng mạng mình là các là bà con trong nước ngoài nước, cái nước ngoài cũng tin, cũng nghe mạng nó nhiều lắm. Thành ra bây giờ mình cũng nói chia sẻ phớt phớt rồi thôi. Nhưng mà cái này Kofi Annan nó nói vậy, nhưng mà có hay không gì á, rồi mình định tới đó rồi mình hãy biết ha. Còn bây giờ nói thêm, nó có vụ này là nói cái vụ á, cái chiến tranh càng ngày càng bùng nổ mạnh, chứ không phải bây hồi trước giờ là mấy tháng, 6-7 tháng nay rồi nó còn nhỏ nhỏ, còn hai nước đánh, bây giờ thêm một nước nữa nhảy vô nữa. Đó là nước nào? Bây giờ thằng Nam Triều Tiên đó, nó kêu quân lính nó ai đăng ký qua giúp cho thằng Nga. Bữa hổm tôi nói lộn qua thằng Una, nhưng mà bây giờ tôi đỉnh chính lại là thằng Nga. Ai mà đầu quân giúp cho Ukraine nó cho đi,
là nó giúp cho qua bển, giúp cho Nga là nó chiêu mộ là 100.000 người dân đó, 100.000 người quân của nó đó, chứ nó cho qua Ukraine để đánh tiếp Ukraine. Đó là nhảy thêm một nước nữa, là ba nước, thấy không? Bây giờ có nó khối NATO, nó bên thằng này kia, nó kêu thằng Nga phải rút quân ra khỏi, cấp bách ra khỏi cái nước Ukraine, ra khỏi cái chỗ mà nó cái lò hạt nhân của Ukraine. Bây giờ một số nó nằm chỏng, nó nằm chỏng đó, và bây giờ nó bắn ra ngoài hoài, mà ở ngoài Ukraine không dám bắn vô chỗ này. Nếu bắn vô chỗ này cái á thì nó nổ cái khối Âu Châu, 40 nước khối Âu Châu đều chết hết. Mà thế giới này là cũng khổ gì nó nữa, mình ở đây mình cũng khổ. Nếu lò hạt nhân nó nổ ra một cái thì 40 nước Âu Châu nó chết, Nga, Mỹ, gì, Nhật, gì, ô, nó chết tùm lum chân. Khối nó có 40 nước vòng vòng đó là chết hết. Rồi mình ở bên đây xa nước đó, nhưng mà ảnh hưởng cái gió thôi là mình cũng khổ nữa quý vị ơi. Đó, mình ảnh hưởng cái gió thôi là mình cũng khổ nữa, chứ không phải là mình xa nó mà mình khỏi đâu. Thành ra thử á, cái chỗ này á cũng có nhiều cái khúc giảng mà nói đến chỗ này. Quang trên điện Quỳnh Long đó, nó có là phát hiện ra một cái hào quang, cũng như cái một vị nào đi đó quý vị, đi tới đâu thì có cái hào quang tới đó, nhưng mà cái này cái thấy mình thấy cái hào quang nó bủa ra thôi, chứ rồi không thấy vị nào. Thành ra cũng một diện lạ kỳ, mà để cái chư Phật chư thánh gì đó cho mình biết cái chuyện nhiệm màu của Phật pháp ở tại điện Hàm Long, Quỳnh Long. Thì quý vị nào cũng có, người ta coi cũng đông, rồi người ta cũng quay phim, cũng chụp hình gì nữa. Thành ra chú Văn Hiếu có đưa tôi coi một chút, thì tôi cũng thấy là cũng có cái dần hào quang nó bao, cũng như là cái hào quang mà bao cái hình cái tướng của Đức Phật đi vậy đó, xung quanh cái đầu của Đức Phật vậy đó. Nhưng mà cái này là thấy hào quang không à, ánh sáng vậy thôi, là ba năm màu vậy thôi, chứ còn không có thấy rõ cái hình gì hết. Thành ra đó cũng đó đó là cái hào quang là cũng một cái hiện tượng là quyền bí, là cũng có một vị nào Phật tiên thánh gì đó cũng xuống để mà xuất hiện cho mình biết là cái thời kỳ này sẽ có Phật tiên thần thánh xuống thế. Rồi Phật tiên thần thánh cũng thường trực ở dưới thế gian này để cứu độ chúng sanh trong cái thời kỳ chót này, mà ngài hiển lộ cái hào quang ở điện Hàm Long như vậy. Mình thấy đó là cũng là quyền bí màu nhiệm quý vị ơi. Nhưng mà cái chuyện này mình phải tin tưởng. Thành ra cũng tôi thì không có lên đó coi đó trực tiếp, nhưng mà chú Hiếu có quay về rồi cũng là đưa cho tôi coi, tôi cũng thấy vậy. Đó là một cái chuyện linh hiển và màu nhiệm của Phật pháp, nghĩa là cũng vị trên trước, vị Phật thánh gì xuống để mà cho mình thấy, để mà mình đó là xích tỉnh ăn chay niệm Phật tu hành. Bởi vì thời kỳ này á, thầy nói là thời kỳ gần lắm quý vị ơi, không còn xa nữa. Mà Đức Thầy đã nói là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Đó, kêu mình khuyên hãy ráng tu hành. Mà nếu bà con nào có tu hành cũng ráng thắng sức tu cho là nhiều thêm nữa. Mấy người quý vị nào chưa tu thì cũng thấy cái màu nhiệm của Phật pháp linh tính như vậy đó. Vì Phật muốn độ chúng sanh, Phật quá hiện cho mình thấy một cách mà vô vi thôi, chứ mà thầy ngài cũng không có hiện cho rõ cái hình này là Phật hay Bồ Tát gì. Đó là một chuyện vô vi. Thành ra cho mình thấy mình biết, để mình là biết đó là cũng là một vị Phật tiên gì xuống để cho mình thấy, để cho mình đó là thực tỉnh để mình tu hành. Quý vị nào chưa tu thì cũng nên là sáng suốt tu hành. Bởi vì thầy nói là việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Nó tu hành rồi thầy cho biết thêm nữa nè, ngài nói cầu linh hồn mới được giáng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Bởi vì cái người tu hành mới có thể lo cho phần xác thịt và phần tâm hồn, còn cái người ngoài đời không tu thì chỉ lo xác thịt không, chứ không có lo về cái linh hồn gì sao. Mà rõ ràng tôi nói như vậy đó, sự thật như vậy đó. Chỉ có người tu mới lo xác, lo hồn.
Mà người ở ngoài thế gian không tu gì, chỉ lo cái xác không mà không lo cái hồn. Lo cho các nhà cao cửa rộng, lo cho có giường tuột cò bay thẳng kiến, lo cho có tiền bạc cho nhiều, cho cái xác thân này nó hưởng thụ cho nó sung sướng, nó hơn người ta, nó sung sướng. Nhưng mà cái linh hồn mình không biết, khi mình tạo giàu sang rồi, khi mình hưởng cho nó hết rồi, khi mình bỏ xác rồi, mình có biết linh hồn mình về đâu à, không có biết linh hồn mình về đâu chứ. Thì thành ra cái chỗ đó đó thì mình lo xác mà không biết lo hồn. Chỉ cái người tu mới vừa lo xác mà vừa lo cho hồn. Bởi vậy ông Phật giảng sư cũng nói đó, biết lo xác lo hồn ít ai, cứ lo những chuyện vong dài, tử sanh sắp đến mà chẳng ai lo lường, bệnh đau hấp hối trên giường, thuốc thang không lo đến mà lo đường lợi danh đó. Ông nói mình đó là bệnh mà cũng không sợ nữa, mà chỉ lo lợi danh thôi chứ không có lo gì linh hồn, không có lo gì là làm hiền lành niệm Phật, mà để lo cho cái linh hồn về sau. Cái người tu mới lo cho linh hồn về sau, lo cho cái xác này nó được là sống được vui vẻ, là an cư, là mạnh khỏe, mà lại lo cho linh hồn về sau không có vướng vào cái tội lỗi, lo cho cái linh hồn khi chết không có chìm đắm vào ba cõi sáu đường, xuống lên luân hồi chuyển kiếp, là chết không có, lo cho linh hồn không có để đọa địa ngục để mà chịu khổ não. Thành ra người tu biết lo xác lo hồn như vậy, còn người không tu là chỉ lo xác không, không lo hồn. Thành ra cũng nói chia sẻ bà con có phớt chút gì thôi. Còn hôm nay cũng gần lễ Đức Phật Thầy Tây An rồi, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho bà con. Cũng hồi đó giờ ít có ai nói về cái chỉ cỡ cái phước phước qua cái vấn đề ông sắm gì thôi, chứ chưa có kể được là rành. Hôm nay tôi cũng đọc được cái tài liệu này, thấy kể về ông Châu Sắm Châu Xét, cấp này cũng hay lắm. Thành ra tôi xin chia sẻ với bà con về ông Châu Sắm Châu Xét. Cũng thông qua nói về cái phần Đức Phật Thầy Tây An đó, thì mình chỉ phát một khúc thôi, chứ còn cái tiểu sử ngài thì ai cũng biết hết trơn rồi. Thành ra nhắc qua một phút và ngày để mà lập chùa, để mà thờ phượng, để chỉ cái cách ngài thờ để cho mình làm theo. Ngài nói là chùa già trại. Sau khi Đức Phật Thầy Thái An ở Long Kiến rồi về núi Sam rồi về trại ruộng, thì Đức Phật Thầy Thái An ngài lập chùa và trại ruộng để lại cho có chỗ thờ phượng và phát phù trị bệnh. Và Đức Phật Thầy chỉ thờ trong chùa và đình, chỉ cũng có ngôi tam bảo nhưng mà thờ một tấm trần điều mà thôi, ngoài ra không thờ tượng cốt gì hết. Đó là ngài muốn dạy cho tín đồ Vũ Sơn Hương và chúng sanh biết nối theo cái đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài cũng có nói là đạo vô vi của Phật Ân Cần, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Đó là vô vi, không có thờ hình tướng, thờ chỉ tấm trần già hoặc trần điều là mà thôi. Cách thờ phượng này đúng với đạo vô vi của chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, và ngài không, và ngài chỉ cắt cốc và trại ruộng và đình, dạy đúng đạo đền đáp tứ ân và cho tu tròn nhân đạo. Và con người tu là phải trở về với cái tâm để kiến tánh thành Phật, chứ ngài không chú trị vào cái hình tướng. Thành ra mới là thờ tấm thần già mới trở lại cái tâm của mình, mới là tu chân đạo cho xong mới trở về cái tâm mình, mới là được minh tâm kiến tánh. Đó thì thầy chỉ dạy là cái lối tu hành đơn giản như vậy đó, thì mình cũng thấy đó là mình cũng học theo. Và trong lúc tu hành còn phải làm ruộng rẫy mà sống, ngài còn giữ bốn di tích lớn để lại là cho hậu thế. Một là Tây An Cổ Tự ở Long Kiến, hai là chùa Tây An núi Sam, ba là chùa Thới Sơn ở Láng Linh. Chùa Thới Sơn ở nhà Bàn, và bốn là chùa Hương Bủ Cát ở Láng Linh. Lấy bấy nhiêu di tích cũng đủ quy mô hiển lộ cái đạo hạnh của Đức Phật Thầy Thế An, đặc biệt là trong không gian chùa được dọn dẹp sạch sẽ, rào lại kim tất, đó là nơi chôn hai ông Châu Sắm và Châu Xét.
huyền thoại Lý Kỳ có hai bức tranh con trâu sắm trâu xét, có hai câu thơ ngày xưa mà là đồng đạo đặt, chứ không phải câu thơ này của Phật Thầy Thế An ha. Cái này mà mình nói rành rẽ không phải của Phật Thầy Thế An, nhưng mà những tín đồ Phú Sơn Hương đặt là ngày xưa Phật cũng biết cài trâu sắm trâu xét tạo nên phước điền. Đó là để chút tôi kể ra tới rồi mấy bà con mới biết là tại sao trâu mà biết tạo phước đạo đức. Về trâu sắm trâu xét không có sách kể, nhưng mà theo lời kể lại của ông Trần Quang Thao, nói là kể lại là cháu ba đời của ông Trần Quang Sang, cháu cố ông Trần Quang Sang. Ông Thao cho biết là hai con trâu này vốn của gia đình người Khmer định cư tại núi Ba Khe thời bấy giờ, với mục đích tham dự lễ hội trong vùng đó. Và đôi trâu này thắng nhiều, được nhiều giải thưởng. Sau này là không có cái trâu nào đối thủ với cái cặp trâu này. Rồi đến lúc này, một ngày một trâu càng, cặp trâu này càng hung dữ, nghĩa là chém chết hết tất cả các trâu trong rừng, lại gần nó chém hết. Rồi nó sẽ tấn công với người luôn. Thành ra cái chủ trâu này thấy vậy cũng sợ ha, sợ nó đụng chết người. Thành ra là chủ trâu này mới lại núi Sam xin với Đức Phật Thầy, tôi sẽ hiến cho Đức Phật Thầy hai con trâu, bởi vì nó hung dữ, chỉ có Phật Thầy mới có thể là trị nó nổi thôi. Thì Đức Phật Thầy nghe nói vậy thì ngài mới kêu ông Đình Tây ha, đi theo chủ trâu á, để là dắt hai trâu về. Thì trước khi đi, Đức Phật Thầy mới cho ông tăng chủ hai cái tấm phù đó. Hai cái tấm phù rồi là với chủ trâu đi lại tới con trâu. Thì lúc này á, cái người chủ trâu là không có lợi, mà để cho ông tăng chủ đi lại gần con trâu. Thì lúc này là ông tăng chủ đi tới thì hai con trâu bỗng nhiên đứng dậy, nhưng mà nó vẻ mặt hai con trâu này nó có thể là hung dữ đó. Rồi là đức ông là tăng chủ ông mới nói, thầy ta bảo đến đây gọi hai người về thọ lệnh, nếu đồng ý theo lời ta thì cúi đầu đó. Ông chỉ nói vậy thôi, nói thầy ta bảo ta đến đây gọi hai ngươi về để thọ lệnh, nếu đồng ý thì ngươi cúi đầu. Thì hai con trâu nó cúi đầu rồi thì ổng đi trước, là hai con trâu đi thẳng băng băng về cái núi Sam luôn đó. Là cũng có cái gì linh ứng mấy vị ơi, trâu mà ông tăng chủ nói là nghe lời là đi riêu riêu vậy. Mà nó lúc trước là nó hung dữ lắm, nhưng mà sau này nó nghe lời ông tăng chủ vậy đó, đi về núi Sam, đi thẳng về hướng núi Sam, tức chấp nhận lời phó thác của Phật Thầy. Đôi trâu này cúi đầu đi thẳng về núi Sam. Đó về sau đôi trâu sắm trâu xét đã lập công lớn, kéo gỗ từ núi Cấm về dựng chùa Phước Điền. Tuy nhiên chúng chỉ làm việc 9 giờ sáng hàng ngày theo lời dạy của Đức Phật Thầy Thế An mà không nghe người khác. Hàng ngày các đệ tử của Phật Thầy chỉ thắp hương khẩn ông trâu sắm trâu xét về kéo gỗ, thì dù ở đâu xa mấy trâu sắm trâu xét cũng chạy về thọ lệnh. Hai ông không chấp nhận việc có người làm này điều khiển mình cho tự chỉ tự mang ách hùng hục kéo về để xây các chùa Phước Điền. Nếu trong làng có người muốn gửi củi gửi gỗ các đệ tử để của Phật Thầy để lên xe, thì hai con trâu này nó cũng lấy sừng hoặc là văng ra hết. Bởi lẽ ấy hai ông chỉ nhận kéo gỗ về để xây chùa Phước Điền mà thôi.
Và ông Trần Quang Thao lời kể khi hoàn thành cất chùa Phước Điền, trâu sắm trâu xét vẫn tiếp tục đi khắp nơi lo ngại bản tánh hung dữ của hai con trâu, thì hại dân lành nên Phật thầy gọi ông tăng chủ lên núi dài năm giếng lấy năm về lấy gỗ về làm năm chiếc gỗ cọc để ngăn ngày ban phép. Sau đó bảo ông tăng chủ đi cấm tại các vùng Cải Dầu, Mỹ Đức, Láng Linh và làm mà ranh với mục đích chỉ cho trâu sắm và trâu xét đi ăn ở khu vực này trở lại tới chùa Phước Điền mà thôi, không đi xa nữa. Theo lời truyền thuyết, một hôm nọ Phật thầy Thế An sai đệ tử đi chợ mua cái này tới đó là hết rồi đó, trâu sắm xét tới đó là hết rồi quý vị, còn nói về khu thêm một khúc này nữa. Rồi có ngày kia Đức Phật thầy Thế An mới sai các đệ tử đi ra chợ mua một mớ vải đỏ, rồi ngài biểu cắt theo khổ còn chừa hai miếng vải đỏ, thì là ngày đó ngài mới nói là ngày rằm có một số tín đồ lợi chúng sanh lợi quy đông, thì cắt xong cái chân rồi qua sáng ngày mai thì 11 giờ mấy thì các đệ tử nói ngài nói ngày mai là ngày chùa ngày rằm các đệ tử lại tới đông, nhưng mà bây giờ mà 11 giờ mấy rồi không có thấy ai lại hết, thì con có thấy đâu có lợi ai lại nhiều đâu mà thầy nói hô lại đông lắm thầy. Thầy nói chưa, ông sẽ đợi 12 giờ đi là các tín đồ tôi lại đông lắm. Thì đúng 12 giờ thì ông đình tay dòm ra thì thấy tất cả các loài hùm beo tây tượng thú mãng xà rít to gì đủ thứ đủ các loại rồi lại đó. Rồi Đức Phật thầy Thế An mới đứng ra nói bây giờ tới cái thời kỳ hạn hoan một pháp, nếu chúng sanh nào muốn tu thì qua bên nay ta buộc giấy đỏ để làm lễ quy, còn cái số nào mà không tu thì ở vết bên nay, thì trong đó đó cái một số nào mà tu thì ở bên nay, thì ngài mới bảo tín đồ ngài cuộc cái giấy đỏ ngang mình cô thú đó, đó để cho làm lễ quy. Khi xong hết trơn là tất cả hùm beo tây tượng gấu rít to mãng xà rít to rồi gì đó là 72 con ha. Rồi còn hai miếng vải bự đó thì ngài kêu ông tăng chủ buộc cho trâu sắm trâu xét, quy cho trâu sắm trâu xét đó. Rồi là khi buộc xong rồi ngài mới nói bây giờ á hai con á, một đứa thì về bên Nhật Bản, một đứa thì về bên Tàu đó, là ngài tiên tri như vậy. Lúc đó là ngài tiên tri ngài nói vậy luôn, nhưng mà trâu thì còn chưa có chết nhưng mà ngài tiên tri trước vậy. Thì thời gian trâu chết thì cái sau này thời gian sau Đức Quỳnh giáo chủ có ra đời, ngài cũng nói cho mấy câu thơ, ngài nói trâu Việt, trâu Nhật Nam Việt bất cài, khỏi xu khỏi thế mà khỏi rài lao đao đó, thì cũng đồng với ý kiến của Đức Phật thầy Thế An tiên tri như vậy, mà Đức Quỳnh giáo chủ mới viết hai câu giảng như vậy. Một khỏe đâu, nó cũng ảnh hưởng về cái kinh tế quý vị ơi, kinh tế á. Nó ảnh hưởng về kinh tế mà mình bị là cái cảnh khổ về cái kinh tế, và xăng dầu mắc tất cả các đồ gì cũng mắc hết đó. Rồi mình nữa chịu khổ mà ăn không có lời, xăng bón mắc quá không có lời. Tới bây giờ á ngài thầy cũng nói á, chúng sanh ráng tu hành chứ không thôi đó, gặp một thời kỳ rồi á trên rừng á cọp bé không có con rừng nó xuống nó tha. Mà ngài nói là ngày sau sẽ thấy thú cành chỉnh ghê, hùm beo tây tượng bộn bề, lại thêm ác thú mãng xà rít to. Con rít to này, con rít này là ăn con bò như không đúng không quý vị? Đó, để tôi bây giờ thôi đi, để kể khúc kia nữa hơi lâu. Mãng xà rít to, ai mà, rồi thầy có nói thêm là ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà ăn ở chuyên cần, làm đường ngay thẳng thì có thần đổ cho. Đó.
rồi ông Cử Đa ông cũng nói hai câu về con rắn này, rồi tôi nói rồi quý vị độ thử coi con rắn này được là nó cái sức của nó bao lớn mà nó dài ba dài, quý vị độ giùm tôi tiếp với tôi nha. Đó ông là Cử Đa ông nói suối vàng có rắn mãng xà vậy nó thiệt là bằng cái mâm thao. Quý vị thử tưởng tượng bằng mâm thao đó, quý vị tưởng tượng coi con rắn này bà dài ba dài mà nó ba lớn chứ tôi độ không được rồi. Thành ra nghe nói cái ớn sống quý vị nha. Ông Cử Đa nói suối vàng có rắn mãng xà vậy nó thiệt là bằng cái mâm thao đó, như vậy là khổng lồ, con rắn này khổng lồ quý vị ơi. Thành ra nếu mình không ráng lo thì sau này bị là hùm beo tê tượng rồi rắn rít đó, thành ra nó xuống nó ăn mình khổ não lắm bà con ơi. Thành ra bây giờ mình ráng lo chứ không thì gặp cái tai nạn đó rồi mình chạy không có khỏi đâu quý vị ơi. Rồi chẳng những như vậy thôi, nếu mà cái hạt nhân nó nổ bên này mình cũng chịu ảnh hưởng, ở bển ta chết mấy chục nước, còn mình ở bên này chỉ hơi gió qua thôi, gió qua cái xã cái làng nào là cái khí độc nó qua là chết nguyên cả làng đó. Đó đó mà giảng xưa cũng cho biết nè, vật độc khi độc, như là ông Thanh Sĩ ông cũng mô đã một đoạn văn cho biết là mẹ đế con bỗng nhiên có khói ha, từ trên không bay tới khắp nơi, kẻ ngửi vào thì quỷ cuộc đời, chất độc ấy đất trời cũng thảm. Đó, thấy ghê không, đất trời cũng thảm, mẹ đế con mưa qua một đám, đủ gây nên bệnh hoạn chết người, số mạng đâu có mấy cái khơi, thương bá tánh sống đời khó sống. Đó rồi cái tới tai nạn mà với sông quá máu nữa quý vị, đó với sông quá máu sao, bây giờ tôi chỉ đọc thôi thì quý vị nghe thì quý vị biết. Ngài nói là gặp ngài đại hạn trời ban à, cái này là cảnh trời ban đó, nước trong quá máu uống ăn đặng nào, thấy không, đó là thời kỳ rồi, tới thời kỳ ông trời ông hành cho chúng sanh khổ mà, thành ra ông dạy xong tu thì thành ra tới thời kỳ là nó đủ thứ khổ trơn chứ không phải một khổ này đâu. Đó. Gặp ngày đại nạn trời ban, nước trong quá máu uống ăn đặng nào, rồi chừng ngày đại nạn phủ di, gió lai một ngọn cũng nguy cả làng, thấy chưa, chỉ gió lai qua một ngọn thôi thì cũng nguy cả làng, chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, khí trời đâu cũng đến, cũng độc đến nơi, tu hành mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Đó, ông nói vì rằng nhân thiện, tức là nhân là người, thiện là lành, tức là người lành người thiện đó mới khỏi, còn không lành không thiện thì sau này tới thời kỳ đó thì cũng chết hết rồi, không còn sống sót. Giờ cũng trình bày với bà con mấy chục phút thôi, bị gì thời giờ bữa nay cũng không có được nhiều, thành ra còn công chuyện làm ăn nữa à, thành ra bây giờ chia sẻ bà con một phút của Phật, bây giờ mấy chục phút à, bà con nào có tin tưởng thì làm theo, không tin thì thôi, chứ cái chuyện tôi cũng thương bà con chứ chia sẻ bà con qua lời giảng của Phật của thầy như vậy thôi. Còn nói về cái hào quang ở trên điện Quỳnh Long phải không, điện Quỳnh Long đó là chú Hiếu nãy có đưa tôi là có quay là cũng có đưa tôi là cái hào quang đó ngũ sắc năm màu mà nó đi một dần dầu hoang đi vậy nè, thành ra đó là cũng một cái quyền di của trời Phật cho chúng sanh thấy, để chúng sanh biết đó là cũng có một cái vị Phật, vị Bồ Tát nào lâm phàm xuống nên mới có hào quang như vậy, để cho là bà con thấy cái thế trần này có trời xem xét, có thần xem xét, có Phật la giảng, có thánh la giảng, chứ không phải là cái dòm thấy thênh thang không thấy gì hết, mà ngó lên ba tấc thì có thần đó, rồi có Phật có Bồ Tát đồ để xuống đây để dạy cho chúng sanh có hết. Bởi vậy á, đức thầy cũng có nói á, nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên đình Độ Khang, niệm Phật tật bệnh tiêu tan như xương tan nát như hòn nước trong, là trong cõi nhân gian này có thần có thánh có tiên có Phật ngao du tất cả các tha bà đó quý vị ơi, chứ đừng mình đừng thấy sinh ra không thấy ai mà mình làm cái chuyện gì ác không, cũng không ai biết, không phải đâu, có thần thánh biên chép hết trơn à,
mà mãn căng mới sổ nạp một lần đó. Mãn căng tức là một năm á, các vị thần mới tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng Dương Trần hung ác đa đoan má quá nhiều, rồi chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi, Minh Vương mới khó đứng khôn ngồi, thảm thương lê thiên hạ mắt dầm gian nan đó. Thành ra ngài Đức Minh Vương mới xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế, thành ra là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mới là xả tội cho chúng sanh, chứ không thôi không có Minh Vương, không có Phật Ca Di Đà tổ xin đó, không có đức thầy xin rồi đó là học chủ sổ mình năm 36 rồi. Thành ra bây giờ mình có phước lắm, mặc dầu cái cõi đời là khổ nhưng mà mình sống trong thời kỳ này người nào tu là có phước lắm, bị Phật ân, được Phật ân xá, tu một mà thành mười. Không phải tôi nói láo đâu, tôi nói này cũng dựa vào kinh của Phật, của thầy mà tôi nói thôi, mà giảng xưa cũng cho nói, có nói cho biết đó, nghĩa là hạ ơn trời Phật thả tù, niệm Phật một tiếng Phật bù cho mười câu, đó là trời Phật cái ân chuẩn cho mình là cái người tu này, cái đời hạ ơn một pháp mà được tu một được mười như vậy đó, là cái đại phước cho chúng sanh kỳ chót này, muôn thu thiên định nhất kỳ, muôn thu rồi là 10.000 năm rồi mới có một dịp này, chứ không phải là mà dễ gì mà có một dịp này quý vị ơi, mà một dịp này tu một được mười như vậy là bà con mình phước đức lắm, ráng bước vào đường tu để sao có mặt qua Thượng Quân Thánh Đức, để sống qua đời Thượng Quân Thánh Đức thôi là bà con ngon lành lắm, sống 10.800 năm đó. Thành ra mình không tu bỏ thời gian này quá uổng bà con ơi đó, bỏ thời gian này uổng lắm rồi, không có thời kỳ nào mà còn lợi gặp cái thời kỳ mà tu một được mười vậy hết đó. Mà Đức Thầy Đức Phật cũng có dạy, cũng nói khuyến khích mình mau mau kiếp kiếp duyên cành, chúng sanh còn có lập thân hội này chỉ có một hội này một thôi, mà nếu mà không gấp rút tu hành thì qua cái cơ hội này lập đời thương ơn rồi còn nhiêu là không giữ là tiêu diệt hết quý vị, không còn đầu thai nữa. Đây tôi nói dựa vào kinh giảng của thầy chứ không có nói ngoài, ở ngoài tôi không biết gì nói đó, dựa vào kinh giảng của này. Nếu mà thời kỳ này mà không tu tới ngày lập hội lâm qua đó, sống qua đời thương quân tới đức, người nào gian ác là cái tiêu hồn tiêu xác luôn đó. Mà lời thầy nói nè, ai mà ăn hở ngược xuôi bị rơi rắn rít chẳng vui đâu là, rắn to tên gọi mắng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương cần, ai mà ăn ở chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần đổ cho. Rồi cái câu sau đó, thời kỳ này chưa, nhưng mà tới kỳ lập hội đó, lập hội lâm qua, lập qua đời Thượng Quân Thánh Đức, mà những người nào không giữ còn tồn lại lúc đó đó là tiêu xác tiêu hồn luôn, không có còn đi đầu thai nữa đó. Bởi vậy ngài Đức Thầy mới nói đến kỳ lập hội xác hồn cũng tiêu đó. Xin chia sẻ bà con mình phúc phất như vậy thôi, chứ bây giờ sang cái gian có hạn thành ra cũng không có chia sẻ nhiều được, cái khi nào quản đãi rồi tôi chia sẻ với bà con thêm. Mà nhắc thêm một đoạn này, một đoạn này tôi thường khuyến khích bà con là thường thường hoài, cũng có nhiều mạng tôi nói lắm, bây giờ cũng nói là thêm những người là chưa nghe cũng nên nghe cái này mà để mà giác ngộ tu hành. Giảng xưa có nói tu mau kẻo trở người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi, công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh, cái này là tuồng mà ảo, tuồng giả không à, ảo ảnh giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân, thâu cho nó chạy theo nó rồi là mình không có tu thì khổ thân, tiêu hồn tiêu xác luôn à. Rồi đây trách việc dương trần, hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu, chi bằng thức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Rồi thầy Phật ngài mới dặn mình cái câu chót nữa nè, mấy câu chót sau này nè, thầy với Phật mới dặn mới thúc mình nè nè, cái câu cho mấy câu sau chót này nè, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, chỉ có một hội này mà bà con không nỗ lực ráng sức tu hành thì để tới cài mà lâm qua đại hội thiết lập rồi thì sau này cái số gian ác thì tiêu diệt luôn, hồn xác thì cũng tiêu hết trơn. Mà thầy đã nói là đến chừng lập hội xác hồn cũng tiêu đó, xác hồn những người hiền thì còn, mà cái những người hung ác là xác hồn tiêu hết đó. Đến đây thôi, cũng chia sẻ với bà con đến đây nhiều, cũng xin kết thúc lời tài ở đây. Trước khi dứt lời
tôi cũng thành tâm cầu nguyện Đức Phật mười phương và Hồng Quang Tam Bảo qua linh của Đức Phật và Đức Thầy và Quan Thượng Đắng Đại Thần Chi Quan Cô Thần Chi Sơn Thần Chi Năm Non Bãi Núi để phổ độ cho tất cả bà con bá tánh đồng đạo lớn nhỏ, nam nữ trẻ già trong nước và ngoài nước cũng được bình yên mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và quý vị được tinh tấn tu hành dũng mãnh theo giáo lý của Đức Phật Đức Thầy để được kiến diện Đức Phật Đức Thầy sau ngày Đại hội Long Hoa sắp đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì được cái nghe ông Chính tính định sửa lại cái ngôi nhà mình, cắt lại mà không đủ chi phí. Mong ông Chính chia sẻ coi mình thiếu như thế nào để cô bác có hỗ trợ với ông Chính. Ừ. Nhà nó bị mối bọt ăn thành ra nó cũng sắp hư, mình cũng sợ sập. Thành ra mấy cũng không có định sửa, nhưng mà chuyện cấp bách nó hư rồi, mối mọt ăn hết trơn rồi, cùng mình cũng sợ sập, thành ra sửa lại. Thành ra cũng đương làm, mối chứa sản cắt đương làm, nhưng mà còn thiếu khoảng số tiền 50-60 triệu gì đó. Thì bây giờ nói lên đây để coi bà con cộng đồng mạng, bà con nào có giúp đỡ cho tôi được cắt hoàn thành cái nhà kính đáo, thì được an cư lạc nghiệp, thì tôi cũng thành thật cảm ơn quý vị. Chứ bây giờ nó còn đương cắt mà còn đương là thiếu. Thành ra nhờ cái sự ủng hộ của cộng đồng mạng và của quý vị nam nữ là trong nước và ngoài nước giúp đỡ giùm, tôi thành thật mang ơn.